Em tên là Nguyễn Văn Bi, năm nay em 15 tuổi. Thật sự là em nhỏ con cho nên các anh chị không tin em là 15 tuổi. Em đến đây là chỉ để thỏa đam mê vui là chính. Em rất là run, nhờ sự động viên của mẹ và chị em mới có động lực để đi thi. Nếu em đậu vào vòng trong này em sẽ dành món quà to lớn này dành cho ba mẹ em. Trời ơi, nhỏ xíu à. Con là nhỏ mà sao con lại thích hát nhạc bolero nhỉ? Con thích nhất bài gì? Con thích nhất bài con thích ca sĩ nào? Dạ con thích ca sĩ Quang Lê. Con sẽ hát bài gì? Là Chuyện Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Thuở ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi tuổi mới trăng tròn. Cuộc đời hồng nhang cay và đắng thôi thì lắm trái ngang. Bao nhiêu trai làng yêu nàng đi theo xinh nàng tím vàng, nàng vẫn không màng. Duyệt. Rồi, thấy không? Duyệt. Con tức là đấy 15 tuổi mà giọng như thế rất là mềm mại, hát rất là chắc, mỗi tội sai chữ thôi, cuộc đời thôi, không sao đấy, có thể sửa được. Không là hát cuộc đời nhé, phải hát là cuộc nhé. Nhưng mà vì giọng của con rất là tốt, mà không có nhiều bạn ở cái tuổi con mà có thể hát những cái bài như này mà ngọt ngào được như thế, cho nên là chú và cô Phi Nhung sẽ cho con một cơ hội nữa để đi tiếp vào vòng sau. Rồi, chúc mừng con.